Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe hatchback nhập khẩu nguyên chiếc quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Yaris. Chắc quý vị các bạn cũng đã biết tại thị trường Việt Nam mình thì có rất là nhiều kiểu Yaris quý bạn nhé. Ví dụ như là Yaris nhập tự do thì có phiên bản là nhập sản xuất tại Nhật và xuất Trung Đông, nhập từ Trung Đông về và nhập từ sản xuất tại Pháp quý bạn nhé, tức là phiên bản Yaris châu Âu. Và ở trong hãng thì được phân phối hai dòng Yaris, đó là Yaris 1.3 và Yaris 1.5 đều được sản xuất tại Thái Lan quý bạn nhé. Riêng chiếc xe Toyota Yaris 1.3 sản xuất tại Nhật thì rất là hiếm quý bạn ạ. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3 đây ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Nhật, xuất sang Trung Đông, nhập từ Trung Đông về Việt Nam quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và ở 2011 những chiếc xe này là bản đủ rồi quý bạn nhé. Ghế sau là 3 tựa gối này và vô lăng gật gù này, thu thò này, bơm ghế, đây là cái phiên bản này, phiên bản đủ, nó có những cái option thêm, những cái option như vậy các bạn nhé. Và hơn nữa là quý vị và các bạn biết rồi đấy ạ, từ những năm 2011 thì là bắt đầu thông tư 20 là cấm nhập khẩu ô tô tự do, cho nên là những chiếc xe sản xuất năm 2011 thì rất là hiếm quý bạn nhé. Đấy, có thể nói đây là những chiếc xe 2011 là cuối cùng rồi quý bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 336 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3 sản xuất tại Nhật này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3 sản xuất tại Nhật, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3 sản xuất tại Nhật, sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 336 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3 sản xuất tại Nhật này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Yaris này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.